Thái Nguyên thu giữ tiêu hủy hơn 300 kg thực phẩm lậu phục vụ Tết. Ngày 23 tháng 1, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên cùng cơ quan công an đã phát hiện thu giữ hàng trăm kg thực phẩm lậu. Theo đó, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với cơ quan công an tiến hành kiểm tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh TMH do ông TMH làm chủ, trú tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý hàng trăm sản phẩm thực phẩm là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận về thời hạn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 300 kg hàng hóa vi phạm, bao gồm 40 thùng hướng dương là hàng hóa nhập lậu loại 5 kg một thùng, 10 thùng táo khô là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ loại 8 kg một thùng và 95 hộp mứt tết loại 300 g một hộp gian lận về thời hạn sử dụng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 16 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh là ông TMH khai nhận số hàng hóa vi phạm ông mới mua về để kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán và không có bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 3 đã trình cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh TMH với số tiền phạt vi phạm hành chính gần 15 triệu đồng, tiêu hủy 308,5 kg hàng hóa vi phạm là thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận thời hạn sử dụng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 3 sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin về các hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là hoạt động kinh doanh hàng hóa qua hình thức thương mại điện tử thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.